Xin chào quý khách hàng của Thẩm mỹ Ohio, thì ngày hôm nay mình lại quay lại với một khách hàng xóa xăm. Anh ơi, anh có thể chia sẻ cho em mọi người biết tên của anh không ạ? Vâng, anh Hiệp đúng không ạ? Anh Hiệp từ đâu tới ạ? Từ Kỳ Hải Dương ạ. Vâng, từ Hải Dương qua đây. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy được là cái tia laser đang tương tác với sắc tố của màu mực. Thì khi mà nhìn thấy cái này thì anh cảm thấy như nào ạ? Anh Hiệp có cảm giác gì khi mà nhìn thấy mực nó mờ đi luôn như này không ạ? Mong là bên này là sẽ hết rồi hết. Vâng. Và không để lại xem. Vâng ạ. Mọi người đang quan sát thấy đó chính là cái tia laser tương tác với sắc tố màu mực đến đâu thì cái màu mực nó sẽ chuyển sang trắng ngà tới đó. Và hiện tượng này thì chỉ xảy ra trên cái phần mà mình chiếu laser có cái màu mực thôi, còn những cái khu vực da lành ở bên xung quanh không hề bị tổn thương một chút nào. Và đối với xóa xăm thì có hai cái yếu tố quan trọng nhất đối với xóa xăm. Thứ nhất là chất lượng tia laser và thứ hai là thời gian đào thải nhiệt xăm. Về chất lượng tia laser thì ở công nghệ hiện tại đang sử dụng đây là Pioneer 450 có cái chế độ tốt nhất. Thì cái chế độ này nó luôn luôn là cái đầu hình tròn, và nghĩa là ở cái diện tích cái tia phát điểm thì nó luôn là phải được đều và tròn, nên mọi người nhìn thấy khi mà tia laser tương tác với mực xăm nó đều ra hình tròn đấy, và nó luôn là đều. Còn với những cái công nghệ xóa xăm mà nó không có cái tia tốt phát hoặc là nó bị lỗi thì nó sẽ méo mó và dẫn tới việc là khi xóa xăm thì nó không hết được mực hoặc là xóa nó không đều, chỗ đậm chỗ nhạt. Vậy nên là lựa chọn công nghệ xóa xăm tốt và cái công nghệ chất lượng và chất lượng của tia laser là điều vô cùng quan trọng. Thứ hai là cái thời gian đào thải mực xăm. Thì mọi người nhìn thấy là khi tia laser tương tác thì cái cấu trúc mực xăm nó được phá vỡ rồi, nhưng mà phải có thời gian để vòng mực đó đào thải ra ngoài cơ thể. Thì khách hàng nhìn thấy là anh Hiệp nhìn thấy sau khi xóa xăm thì mình sẽ mờ đi như này, nhưng chút nữa thôi thì nó chỉ đào thải khoảng 20% qua việc chăm sóc thôi, còn lại chủ yếu là qua bài tiết trong cơ thể. Và thật sự là phải có thời gian thì cái màu xăm nó mới mờ hết đi được, và chỉ trong khoảng 2 phút thì cái hình xăm của anh Hiệp cũng không còn nữa, rất là nhanh. Vậy nên livestream của chúng tôi cũng xin được khép lại ở đây, và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo ạ.